Chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh Trao Phản Stock. Trước khi đi vào video ngày hôm nay, anh chị mình đừng quên ủng hộ em bằng cách là anh chị nhấn nút đăng ký kênh để mà giúp kênh có thể phát triển hơn nữa, cũng như là em có thêm động lực để mà em ra nhiều video hơn đồng hành cùng với anh chị nhà đầu tư mình. Cảm ơn anh chị mình rất nhiều ha. Một phiên giao dịch đầu tuần rất là khốc liệt của VN đúng không anh chị? Từ lúc bắt đầu quá trình rơi cho đến thời điểm hiện tại thì phiên hôm nay thị trường của chúng ta giảm 5%, đi gần 70 điểm và nó phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ ở vùng phía trên mà nó tìm về những cái vùng 1.300. Đó, một cái vùng chiết khấu rất rẻ của VN Index ở thời điểm hiện tại. Thì rất nhiều những cái mã cổ phiếu hôm nay lăn ra giảm sàn trắng bên mua không có cầu vào đỡ. Anh chị nhìn sang cái bảng tổng hợp nè, thì hôm nay là hơn 200 mã cổ phiếu nó lăn ra giảm sàn, và ở những cái mã cổ phiếu mà nó được đỡ giá tốt trong cái giai đoạn vừa rồi mà VN nó giảm á, nó giữ được cái trend xu thế tốt á, thì sao? Nó cũng giảm luôn. Ví dụ như là anh chị thấy gas nè, đúng không? Phiên hôm thứ 6 tuần trước nó còn tăng trần nữa cơ. Đó, thì hôm nay nó lăn quay ra sàn. HPG em nhắc rất là nhiều. Đó, rồi FPT nè, xu hướng dòng tiền vào tốt cũng bị giảm luôn. Đấy. Thì ở những cái vùng 1.300 như thế này, thật sự thì em cũng không có nghĩ là thị trường của chúng ta có thể quay về những cái vùng giá này trong ngắn hạn. Bởi vì anh chị mình biết là cái vùng giá 1.300 là cái vùng mà 9 tháng trước đó ha, ngay tại những cái vùng này nè, là cái vùng giá mà thị trường bắt đầu đi lên, sau đó có những cái nhịp tích lũy trở lại. Đó, thì đùng một phát là một cái quá trình rơi rất khốc liệt của thị trường. Đó, thì hôm nay em lên video này chủ yếu là muốn chia sẻ và đồng hành cùng với anh chị nhà đầu tư trong lúc giai đoạn thị trường khó khăn. Cái thứ hai nữa là đưa ra một số cái quan điểm cá nhân về cái xu hướng hiện tại và VN Index là liệu có downtrend hay không. Cũng như là em sẽ hỗ trợ anh chị mình về mặt cổ phiếu. Nếu anh chị có thắc mắc gì về những cái mã cổ phiếu mình đang nắm trong danh mục, chưa biết hướng cơ cấu như thế nào nếu mà giai đoạn sắp tới thị trường có hồi á, thì anh chị có thể để lại bình luận ở phía dưới giúp em ha. Em sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc của anh chị mình. Trước mắt thì phiên giao dịch ngày hôm nay tiếp tục thị trường của chúng ta có yếu tố giải chấp chéo. Thì cái quá trình giải chấp này dường như em không biết khi nào thì nó kết thúc. Nhưng mà xem xét về cái góc độ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay á, thì em đánh giá là cái sự rũ bỏ này nó đạt ở mức kịch biên rồi anh chị ha. Tức là thứ nhất á, xét về phương diện ở một số cái mã cổ phiếu, cái biên độ rơi thật sự là nó không có đồng thuận về cái mặt khối lượng. Biên độ rơi rất sâu, giảm sàn luôn nhưng khối lượng hoàn toàn không có. Anh chị nhìn sang một số cái mã như là ACB này, dòng ngân hàng đi ha. Đó, ACB anh chị thấy nè, biên độ rơi gần sàn, khối lượng có bao nhiêu? 8 triệu cổ phiếu. Đúng không? Anh chị thấy khối lượng nó cứ duy trì thấp như thế này. Đó, thì thông thường theo một cái quy luật về cung cầu á, đó là gì? Giảm điểm mà khối lượng lớn thì nó mang cái bản chất xấu đúng không? Đó, tuy nhiên giảm điểm mà khối lượng thấp thì chưa chắc nó đã xấu anh chị ha. Đó. Ví dụ như là MB Bank này. Đó anh chị thấy nè, giảm khối lượng có đâu, hoặc là gas đi chẳng hạn. Trời ơi, lăn ra sàn mà khối lượng có bé tí tẹo như thế này. Thì anh chị hiểu một điều là cái gì? Cái yếu tố giải chấp thành ra nó biến cái giá cổ phiếu bị rơi rất là nhanh ha. Chứ cái yếu tố thoát tiền của tổ chức thì dường như không có ở những cái mã cổ phiếu như thế này. Cái thứ hai nữa là ở một số cái mã cổ phiếu trụ vững ở cái nhịp vừa rồi thì hôm nay cũng không có chịu nổi nhiệt mà cũng bị lăn ra giảm sàn luôn. Ví dụ như BVH, về xu thế về dòng tiền rất tốt đúng không, hoặc là FPT nhóm công nghệ, MWG, đó những cái mã cổ phiếu này, BNG nè, đó nhìn chung là cái xu thế của nó rất đẹp, có yếu tố dòng tiền và xác nhận, nhưng mà sao cũng không có trụ nổi nữa, thành ra là nó cũng bị giảm luôn. Nhìn chung là cái phiên giao dịch ngày hôm nay á, từ mid cap, từ blue chip cho đến mid cap cho đến penny đều lăn ra giảm sàn hết. Nhìn chị thấy một cái yếu tố rất là quyết liệt ha, quyết liệt đề giá của tổ chức. Đó, thì mặt bằng chung hiện tại ai cũng đều lỗ cả anh chị ha. VN Index tính từ cái vùng giá 1.530 này cho đến thời điểm hiện tại thì nó chiết khấu được 15%.
Đó, thì đồng nghĩa trung bình các mã cổ phiếu nó sẽ rơi tầm 20 đến 25%. Thì tổng quan danh mục của anh chị mình hiện tại đang âm rất là nặng và khá là xấu. Đấy, tuy nhiên thì em đánh giá là ở những lúc mà thị trường nó khốc liệt như thế này, rất nhiều nhà đầu tư đang bi quan rồi, thì thị trường của chúng ta sẽ rất dễ xuất hiện những cái nhịp hồi phục bất ngờ ha, với những cái biên độ mạnh. Đó, bởi vì anh chị biết là qua cái nhịp ngày hôm nay là một lượng lớn cung hàng bị bán MB thoát ra. Đó, thì khi mà thị trường rơi với biên độ kịch liệt như thế, rất dễ những có cái nhịp hồi phục. Anh chị cứ em lấy ví dụ nè, một cái nguyên lý về cái việc quả bóng rơi đi. Ví dụ anh chị mình thả nó nhẹ thì cái lực bật lên á nó sẽ ít, đúng không? Nhưng mà anh chị mình thả nó với một cái lực mạnh, anh chị mình nhấn nó xuống thì có phải cái yếu tố tâng lên lại của nó rất là mạnh không? Đó, thì hiện tại vn index của chúng ta cũng như thế anh chị ha. Ví dụ này, em lấy trong cái giai đoạn trước, cụ thể là ở phiên giao dịch ngày 28 tháng 1, thì ở cái phiên này vn của chúng ta nó cũng đi hơn 70 điểm ha, chiết khấu rất nặng, mở gap đeo và giảm điểm. Đó, thì ngay ở những cái phiên này cổ phiếu blue chip nó cũng giảm này, giảm sàn này, mid cap cũng giảm, nhìn chung là cái cổ phiếu này nó cũng giảm cả. Đó, rồi anh chị nhìn từ tổng quan ha, thì tính từ cái vùng đỉnh tới cái vùng giá đó, VN của chúng ta giảm bao nhiêu phần trăm? Cũng gần 15%, khá tương đồng với cái phiên giao dịch ngày hôm nay, đúng không? Cái giai đoạn này. Đó, rồi sau đó ở qua những cái phiên qua cái phiên giao dịch hôm sau thì VN của chúng ta duy trì cái đà bán ép bán, đó là gì? Mở gap down vào phiên sáng nè, anh chị mình thấy không? Sau đó có những cái yếu tố hồi phục quyết liệt. À, thì anh chị mình lưu ý là nếu phiên giao dịch ngày mai thị trường của chúng ta vẫn duy trì cái quán tính đó là giảm điểm vào đầu phiên sáng thì anh chị mình sẽ hạn chế hành động anh chị ha, và chúng ta sẽ chờ đợi những cái nhịp hồi phục, chí ít VN ngày mai nó phải có những cái nhịp hồi nhẹ, còn tốt hơn nữa thì là những cái nhịp hồi quyết liệt đó, để mà nó xác nhận một cái xu thế mới của thị trường chung, một cái ván bài mới. Đấy, em lấy ví dụ như là cái giai đoạn gần đây đi, đó là giai đoạn ngày 19 tháng 7 năm 2021. Đó thì anh chị thấy nè, nó cũng rơi một cái biên độ rất là sâu, đúng không? Đó cũng 10 đâu đó 10 13 15% đấy. Và sau cái phiên giao dịch rơi khốc liệt như thế thì thị trường sao? Nó có một cái phiên là gì? Sáng mở cửa đè giá nè, không biết đè sáng hay chiều nhưng mà nó vẫn có những cái yếu tố đè giá trong phiên về những cái vùng giá thấp, rồi sau đó có yếu tố gì? Rút chân lên rất là quyết liệt, đúng không? Đó thì anh chị mình lưu ý giúp em là ngay ở những cái vùng hiện tại của thị trường thì cầm đến đây rồi anh chị mình hạn chế bán ha, hạn chế bán và chúng ta sẽ chờ đợi những cái nhịp hồi phục lên để mà anh chị mình có thể canh cơ cấu. Đó, nhìn chung là hiện tại ai cũng bi quan như ai, nhưng mà anh chị mình biết là không có một thị trường nào giảm mãi cả, nó giảm quá rồi, bây giờ ép ai bán cũng không ai bán nữa, nên thành ra là phải có hồi, đúng không, để mà thu hút cái lực cầu. Anh chị mình biết á, là những cái nhịp rơi này nè, mình lỗ một chứ mà tổ chức họ lỗ 10 anh chị nha. Đối với những cái mã cổ phiếu mà nó có yếu tố dòng tiền vào trước đó rồi nhưng mà nó chưa có giai đoạn chảy nước rút, giai đoạn phân phối thì tiền của tổ chức họ vẫn kẹp lại trong cái mã cổ phiếu đó. Sẵn tiện đây thì em cũng chia sẻ một cái quan điểm, thì em cũng nhận được một số cái câu hỏi của anh chị nhà đầu tư mình về là cái việc là ở thời điểm hiện tại thị trường của chúng ta là có yếu tố là tổ chức họ rút tiền ra rồi. À, họ rút tiền ra, họ không có tham gia nữa nên thành ra là mới bị giảm điểm mạnh như thế này đó, giảm sâu như thế này. À, nhưng em đánh giá đối với cá nhân em thì đây chưa thật sự, cái quan điểm này chưa thật sự chính xác 100% anh chị nha, mà nó chỉ đúng với một số cổ phiếu nhất định thôi. Cổ phiếu nhất định là những cổ phiếu gì? Em lấy ví dụ nè, như là dòng đạm đi, chúng ta có DBM đó, thì anh chị mình lưu ý là trước đó cổ phiếu DBM nó đã có một giai đoạn chảy nước rút, đúng không? Chảy nước rút là gì? Nó có yếu tố tích lũy nè. Đó, chảy nước rút là những cái phiên mà nó mở ra là cứ tăng tăng tăng. Anh chị mình nắm những cái mã cổ phiếu này trong một cái vùng giá vốn tốt á, thì cái tài khoản anh chị mình lãi rất nhiều, đúng không? Đấy, những cái nhịp mà cổ phiếu nó tăng mạnh như thế này, nó hút cầu nhà đầu tư thì thành ra là nó sẽ tổ chức họ sẽ phân phối được cái lượng hàng cho anh chị mình trong cái quá trình tăng điểm của cổ phiếu, bằng việc là anh chị mình thấy nè, tăng điểm khối lượng lớn nè.
Tăng điểm khối lượng lớn, nó không có phải thực sự là hay đâu anh chị ha. Đó, anh chị mình phải biết là ok, cái phiên này dòng tiền tổ chức vào có, tôi chấp nhận được. Nhưng mà ở phiên trước đó cái dòng tiền vào lớn anh chị, nó cho thấy một cái điều là nhà đầu tư đeo bám. Đấy thì thành ra là tổ chức họ sẽ bán cho anh chị mình ở những cái vùng giá trên cao như thế này. Đấy thì thành ra là ở những cái nhịp giảm điểm này nè, em đánh giá là nó có yếu tố tiền thoát của tổ chức, yếu tố thoát tiền của tổ chức anh chị mình ha, bằng việc là giảm điểm với cái biên độ rơi lớn. À, anh chị mình cứ nhìn đi, đa phần những cái mã cổ phiếu nó vào cái trend giảm á, thì trước đó nó đã có một cái quá trình phân phối rồi. Em lấy ví dụ như là cổ phiếu SSI giai đoạn trước nè, đây cái giai đoạn này, giai đoạn 2018 nè. Đấy, anh chị mình thấy nè, trước cái quá trình chạy nước rút, cổ phiếu có một cái giai đoạn tích lũy gom hàng, đúng không? Một cái giai đoạn tích lũy rất lớn. Đấy. Rồi sau đó là cổ phiếu bắt đầu gì? Bắt đầu vào một cái chu kỳ sóng đẩy giá. Đấy thì đây là cái giai đoạn chạy nước rút của cổ phiếu. Anh chị mình cứ để ý là cổ phiếu nó cứ tăng, ngày nào mở ra phiên ra nó cũng kéo hết á. Đó, thì thành ra là đây là cái giai đoạn chạy nước rút của cổ phiếu này. Đó thì sau khi chạy nước rút, cổ phiếu mới bắt đầu vào một cái quá trình giảm điểm ha. Trước cái quá trình đao phải có những cái quá trình chạy nước rút phân phối như thế này nè, không phải là những cái nhịp giảm là nhịp phân phối đâu anh chị. Tổ chức họ đã phân phối cho anh chị mình trên cái con đường đi này rồi, trên cái quá trình tăng điểm này rồi, họ sẽ bán cho anh chị mình cổ phiếu với ở mức giá cao chứ không phải là ở mức giá giảm như thế này, nên anh chị mình lưu ý ha. Đó thì ở một số cái mã cổ phiếu như ví dụ như là DBM thì em đánh giá là ok, nó có yếu tố dòng tiền thoát của tổ chức, hoặc là những cái mã cổ phiếu như là dòng thủy sản đi, ví dụ VHC nè. Đó, anh chị thấy yếu tố chạy nước rút của cổ phiếu nè, đúng không? Đấy thì ở những cái nhịp rơi này mình đánh giá là ok, nó có yếu tố thoát thoát hàng của tổ chức, đúng không? Dòng tiền lớn thoát đó, họ đã phân phối cho anh chị mình xong hết rồi trên cái con đường này rồi, nên thành ra là bây giờ nó bị bán với những cái khối lượng lớn đó, thì những bước ra hàng cuối cùng của tổ chức, đúng không? Hoặc là những cái mã cổ phiếu nhóm đầu tư công đi chẳng hạn, như là con HIT đi nè, anh chị thấy này đó, trước đó nó cũng có một cái quá trình chạy nước rút đúng không, mở phiên ra là cứ tăng 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 đó, sau đó là cổ phiếu nó bắt đầu một cái quá trình rơi, thì đây là cái quá trình mà downtrend của cổ phiếu đúng không. Ví dụ như là BCG đấy chẳng hạn, BCG thì anh chị mình thấy là tính từ cái vùng giá nền của cổ phiếu ha, đây thì trong cái giai đoạn đó cổ phiếu tăng được bao nhiêu phần trăm, hơn 100% đúng không? Nếu anh chị nắm từ những vùng giá nền thì bản chất là giá của cổ phiếu nó đã đi khá xa so với nền, che lại cái phần gãy này ha. Đó đây nè, tính từ cái vùng giá nền cổ phiếu đã tăng rất mạnh rồi, gần 200% luôn, anh chị thấy không? Thì thành ra ở những cái nhịp giảm điểm này với cái khối lượng lớn này, từ thì ok, nó có yếu tố thoát tiền của tổ chức, mình canh những cái nhịp hồi lên mình cơ cấu đó. Còn sang nhìn sang một số cái mã cổ phiếu, em lấy ví dụ như là dòng ngân hàng ha, chúng ta có MB Bank. Anh chị thấy phân phối ở đâu ra? Đúng không? Giảm điểm khối lượng thấp. Khối lượng thấp này không phải tổ chức họ bán nha anh chị nha. Nhà đầu tư mình chỉ bán thôi. Đó, tổ chức họ sẽ kê lệnh mua ở phía dưới. Kê mua ở vùng dưới giá thấp, đúng không? Vùng mà trước đó cổ phiếu tại biên tích lũy nè. Thì anh chị mình biết là tích lũy là giai đoạn tổ chức họ gom hàng, thì bây giờ về tới những cái vùng giá này thì họ cứ gom thôi. Đấy, dòng tiền vào có nè, đúng không? Nhưng chưa thoát ra được. Đấy, rồi ACB nè. Đó, anh chị mình thấy nè, giảm điểm mà khối lượng bé tí như thế này, thì đây không phải là những phiên mà tổ chức họ thoát hàng anh chị nha, dòng tiền vẫn còn kẹp lại trong cổ phiếu nè, bằng cái phiên giao dịch là bùng nổ lên nè. Đấy, anh chị để ý cái con ACB này á, nó khá là tương đồng với cái cổ phiếu BVH giai đoạn năm 2017 á. Này, anh chị thấy là cái xu hướng của BVH năm 2017, tức là nó cũng có những cái nhịp đánh lên như ACB đúng không? Đó, rồi sau đó cổ phiếu bắt đầu rũ nè. Đấy, bắt đầu quá trình tích lũy lại, nhưng mà tích lũy còn xấu hơn ACB nữa cơ. ACB ấy, thì nó giữ được một cái trend đi ngang. Đây, cái trend đi ngang của cổ phiếu đúng không? ACB trước đó cũng có một quá trình tăng này, sau đó rũ nè, có tích lũy lại nè, đúng không? Có yếu tố rũ nhịp nè. Tương tự như BVH giai đoạn này không anh chị, giai đoạn 2017 ha. À, ở đây mình em đang so sánh để mà anh chị mình có một cái góc nhìn nó dễ hơn, dễ hình dung hơn. Đó thì anh chị mình thấy là BVH giai đoạn đó nó tích lũy mà đi xuống nè, khối lượng bán ra hoàn toàn không có nè, đúng không, bé dần. À, thì sau đó cổ phiếu tạo một cái điểm rũ bỏ,
hay còn gọi là điểm spring trong phân tích kỹ thuật đó. Rồi sau khi mà cổ phiếu nó kiểm tra cái lượng cung quanh tại những cái vùng giá thấp này nè, không còn ai bán ra nữa, thì bắt đầu cái quá trình hồi phục cân bằng tích lũy. Trước cái quá trình đó là gì, sau cái quá trình đó là gì, anh chị thấy nè, một cái giai đoạn sóng lớn. À đúng không? Thì thành ra là anh chị mình lưu ý là sẽ có những cái cổ phiếu giai đoạn này có yếu tố thác tiền của tổ chức, sẽ có một số cái mã cổ phiếu là không. Đấy, và những cái mã cổ phiếu nó không có yếu tố thác tiền như thế thì cái xác suất mà cổ phiếu nó hồi phục lên được là có, và cái khả năng nếu mà cái yếu tố dòng tiền vào tốt thì nó vẫn có thể dựng sóng ở cái giai đoạn sau khi mà thị trường của chúng ta nó cân bằng. Thì thành ra là anh chị mình lưu ý là để mà nói cái giai đoạn này của VN Index tiền lớn họ thoát ra hoàn toàn thì em đánh giá chưa đúng 100% đâu, anh chị mình lưu ý ha. Đó. Và VN Index ngày mai thì em đánh giá đầu phiên vẫn sẽ tiếp tục cái quá trình ép bán nha, như em có chia sẻ với anh chị mình hồi nãy rồi. Thì anh chị nhà đầu tư mình sao sẽ hạn chế hoảng loạn mà chúng ta bán cổ phiếu đi. À, chúng ta có thể cầm nắm cổ phiếu lại, anh chị lưu ý và chờ những cái điểm xác nhận hồi phục ha. Thứ nhất là ở những cái vùng này, nếu anh chị nào mà chúng ta có cái tỷ lệ sắp call margin hay là forward sale á, thì anh chị lưu ý giúp em là mình có thể nạp thêm tiền để mà chúng ta cân lại cái phần margin này, tránh cái việc mà công ty chứng khoán họ bán cổ phiếu của anh chị mình đi ở những cái vùng giá thấp thì như thế rất là tiếc. Nên nếu mà anh chị mình có thể cân lại cái phần margin á và chờ những cái nhịp hồi phục của VN Index thì em đánh giá là cái biên độ hồi phục của cổ phiếu á, anh chị mình có thể bán ra ở những cái vùng giá tốt hơn so với thời điểm hiện tại. Đấy, nên là anh chị mình cân nhắc cái vấn đề này ha. Đấy. Thì video ngày hôm nay của em xin phép tới đây thôi. Đó cũng là một trong những cái quan điểm em muốn chia sẻ với anh chị mình trong cái giai đoạn hiện tại này. Còn về mà việc phân tích cổ phiếu á, thì nếu mà anh chị mình có thắc mắc thì có thể để lại bình luận, hoặc là anh chị mình có thể liên hệ với em qua số Zalo 0345 548 188 để mà em hỗ trợ tư vấn được một cách tốt nhất anh chị mình ha. Với lại trong cái giai đoạn này thì nhìn chung là em sẽ không có tư vấn anh chị mình bán cổ phiếu trong cái giai đoạn này nữa, đúng không? Về tới đây thì bán làm cái gì nữa, cầm luôn. Nên là anh chị mình lưu ý ha. Đó, rồi nhân tiện đây thì anh chị mình cũng lưu ý giúp em là em có một cái kênh TikTok để mà chia sẻ những cái quan điểm, những cái góc nhìn cá nhân của mình để mà anh chị nhà đầu tư tham khảo. Nên là anh chị mình có thể follow cái kênh này để mà ủng hộ em cũng như là tham khảo những cái video em lên ha. Đó, dạ rồi, thì xin chào cả nhà và hẹn gặp anh chị mình ở những cái video tiếp theo.